quan khách về dự đám cưới con của thầy Phạm Viết Anh. Thì cũng qua đó thì không gì hơn thì với đơn vị đang công tác tại trường Hồng Nguyên Cư xin chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc và chúc tất cả quý vị trong một ngày thật là vui và hạnh phúc. Không gì hơn thì thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường Nguyên Cư trân quý và chào đón tất cả quý vị gửi đến gia đình lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Và rất vui trong chương trình hôm nay, một bài hát cũng rất dễ thương của nhạc sĩ Bùi Duy Khói. Bài hát được mang tên Đêm Hồi Phố Hồi, xin quý vị cùng lắng nghe. Mời quý vị ơi, chúng ta cùng lắng lấy được không ạ? Mời để chúc mừng cho đôi bạn trẻ chúng ta cùng lắng lấy cho bộ đồng chúng ta. Chưa đêm hồi.